Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Duy Lưu Review của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đến một loại cây, một cây bonsai khá là đẹp, dễ trồng dễ uốn nha các bạn nhé. Thì đó là mai chiếu thủy. Đây, một cây mai chiếu thủy nhỏ trong cái chậu này thì các bạn, ở góc cầu thang nhé, bậc cầu thang nhé. Thì đặc điểm của cây mai chiếu thủy như sau. Đấy, nó là dạng thân gỗ nha các bạn nhé. Lá thì mọc song song với nhau nhé, đấy, một song song, chiết lá là song song nhau trên cành như thế này, lá thì hình mũi mác nhé các bạn nhé, đấy, nhọn đều, lá trơn, hai mặt đều trơn nhẵn nhé, đấy, và hoa của mai chiếu thủy thì đây các bạn, đây là hoa của mai chiếu thủy, hoa trắng năm cánh nhỏ, mọc thành chùm nhé. Đấy, có mùi thơm nhẹ nhẹ các bạn ạ. Đấy, có mùi thơm khá là, đấy, nếu mà cây cây mà nó to nó ra là thơm vết đấy. Đấy, hoa năm cánh mọc thành chùm, cũng hoa dài nhé các bạn nhé. Đấy, cây này là cây lá xanh nâu 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 nó mới rụng thôi các bạn. Cây này nâu nâu mới không tỉa rồi, nên là nó mấy cái này là phải cắt đi này. Đấy, mấy cái này là phải cắt đi các bạn, bỏ. Đây là cây gốc của nó ấy. Cho vào chậu rất dễ uốn các bạn. Đây. Đấy, cành thì rất là dẻo, cành của mai chiếu thủy là đặc tính là dẻo, đấy, chịu uốn, và cái độ mà phát sùi là rất là nhanh các bạn này, một thời gian nó đã sùi rồi. Nó sẽ ăn hết cái này. Đấy, và cây này rất dễ trồng, rất dễ ra rễ, cắt rễ rồi kích rễ một cái là nó sùi ngay, vì nó có họ là nhựa, có nhựa trắng các bạn, nên là nó họ là nhựa trắng thì nó đây các bạn, mình chọt nó sẽ xì nhựa, thì nó rất là nhanh nành cây, dễ chơi. Đấy, cái mai chiếu thủy đặc điểm nó như vậy các bạn, nhận dạng lá nhỏ nhẵn hai mặt, mọc đều, mọc song song nhé. Đấy, cây nó màu lâu nhé, cành non thì màu lâu lâu chàm nhé. Đấy, thân già là hơi có ngà ngà trắng, đặc điểm cây mai chiếu thủy là như vậy. Đấy, hoa này là hàng chùm chùm. Thì video này của mình cũng đã giới thiệu cho các bạn cây cảnh cây bonsai rất là dễ chơi dễ trồng mà là khá là đẹp, đó là mai chiếu thủy. Thì mình cũng xin phép dừng video ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào, chúc các bạn một ngày tốt lành.